Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người chiếc xe Suzuki Ertiga phiên bản 2020. Hiện tại chiếc xe này đang có chương trình khuyến mãi giảm giá rất hấp dẫn. Suzuki mới ra mắt chiếc xe Suzuki XL7 cũng rất hấp dẫn trong phân khúc rồi. Thì hôm nay chiếc xe Ertiga này nó giá bán đã được điều chỉnh và có mức khuyến mãi giảm giá rất cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Cụ thể về các chương trình giảm giá và tặng phụ kiện, xin mời quý vị và bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Mình sẽ cung cấp cho mọi người chi tiết cụ thể bởi vì nó tùy theo từng thời điểm và theo từng model nó sẽ có các cái chương trình ưu đãi khác nhau. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người các cái chúng ta sẽ được gì với tầm giá 500 triệu, trên dưới 500 triệu chúng ta sẽ có được gì từ chiếc xe Suzuki Ertiga này. Thì về thiết kế ngoại thất tổng thể của chiếc Suzuki Ertiga thì nó vẫn mang một cái phong cách thiết kế nó nhẹ nhàng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Mọi người sẽ dễ đón nhận hơn đối với các cái dạng thiết kế của chiếc Ertiga. Tiến về phần đầu xe, chúng ta vẫn có điểm nhấn sẽ là cái cụm đèn pha projector hiện đại. Được Suzuki thiết kế nhìn nó rất đẹp, rất nổi bật. Chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng, sang trọng. Phía trên phần nắp capo chúng ta sẽ có 4 đường gân dập nổi, làm cho chiếc xe một vẻ nó cứng cáp hơn, cơ bắp hơn. Và hốc đèn sương mù của chiếc Ertiga được đặt trong một cái hốc được Suzuki làm với một cái thiết kế nó sắc sảo, góc cạnh, mang cái phần đầu xe một cái vẻ nó hiện đại, nó khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe của Ertiga chúng ta nhìn thấy một vẻ thiết kế nó nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cùng đến với phần thân xe thì chúng ta sẽ có được điểm nhấn là hai cái đường gân dập nổi phía trên và phía dưới. Phía trên sẽ là đường gân kéo dài từ bánh trước qua hai cái tay nắm cửa đến cụm đèn hậu phía sau, làm cho cái phần thân xe một điểm nhấn khi chúng ta nhìn vào, cũng như là làm cho chiếc xe nó một vẻ nó trường xe, nó cá tính hơn. Chiếc Ertiga phiên bản 2020 chúng ta đã được trang bị bộ mâm cánh phay mài bóng hai màu đen và bạc, nó đẹp hơn, sang trọng hơn, với trang bị phanh đĩa ở bánh trước. Gương của chiếc Ertiga đã được tích hợp xi nhan báo rẽ và có gập điện chỉnh điện. Ertiga chúng ta được trang bị chìa khóa thông minh Startup Engine. Trên tay nắm cửa chúng ta sẽ có bấm nút bấm mở cửa thông minh. Tiến về phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn hậu to bản, sáng sủa, góc cạnh. Chiếc đèn này rất đẹp. Nên ở thế hệ chiếc Suzuki XL7, chiếc đèn này vẫn được trang bị trên chiếc XL7. Với có giải LED khi chúng ta đi ban đêm, cũng như khi chúng ta phanh nó rất nổi bật. Chiếc Ertiga phiên bản hộp số tự động chúng ta được trang bị sẵn camera lùi và cảm biến lùi. Chúng ta cùng vào phần nội thất của chiếc xe Ertiga. Đây là phần nội thất của chiếc xe Suzuki Ertiga. Vào phần nội thất chúng ta sẽ thấy trong khoang lái chúng ta có điểm nhấn là một cái đường lẹp phân giả gỗ kéo dài từ hai bên cánh qua mặt táp ly, làm cho cái phần khoang lái một vẻ nó sang trọng hơn.
Ở phần tabi chúng ta sẽ được chia làm 3 phần, với phần trên là sẽ là phần cửa gió điều hòa, đây là phần vân giả gỗ ở giữa, và phía dưới là ngăn để đồ, làm cho cái phần tabli của chúng ta sẽ được chia nhỏ ra, nó không bị quá thô như một cục như là các dòng xe khác. Chiếc Ertiga chúng ta sẽ được trang bị cái vô lăng D cấp thể thao rất đẹp, với phần trên được bọc da và phần phía dưới là được lẹp vân giả gỗ. Trên vô lăng chúng ta có tích hợp chế độ chỉnh nhạc, vô lăng cũng có chế độ gật gù, ghế lái thì có chế độ chỉnh sáu hướng giúp chúng ta có thể tìm được vị trí lái phù hợp với tùy từng thể trạng của từng người. Bên tay trái chúng ta sẽ là vị trí của chỉnh gương trung tâm, chỉnh kính trung tâm, gập gương. Đây là vị trí của phím tắt bật, cảm biến lùi. Đồng hồ của chiếc XR7 cũng tương đối là đẹp, với hai đồng hồ analog hai bên và cả giữa chúng ta sẽ có màn hình hiển thị LCD. Chiếc Ertiga chúng ta sẽ được trang bị màn hình cảm ứng lên đến 10 inch, có kết hợp với có kết nối với điện thoại thông qua Apple CarPlay và Android Auto, giúp giải trí trên cái màn hình này rất tuyệt vời. Ở thế hệ 2020 chúng ta sẽ được trang bị cụm điều hòa tự động, nó hiện đại hơn. Phiên bản hộp số tự động chúng ta sẽ có chìa khóa thông minh, có nút đèn lổ engine start stop. Hộc đề ly của phiên bản hộp số tự động chúng ta còn có thêm cửa gió làm mát ly nước, một trang bị thiết thực cho những ngày hè nóng này ở Việt Nam. Chúng ta sẽ có hộp số tự động. Chiếc Suzuki Ertiga chúng ta sẽ được trang bị ghế lỉ, được ghế làm rất dày dặn, ôm người, giúp chúng ta đi những chặng đường xa sẽ rất thoải mái với chiếc ghế này. Phần lưng và phần đùi của chúng ta sẽ không bị mỏi trong các chuyến đi xa. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có 4 cửa gió điều hòa làm mát cho hai hàng ghế thứ hai và thứ ba. Với điều hòa hai vùng độc lập thì điều hòa của chiếc Ertiga được mát rất nhanh và sâu. Trong những ngày hè này thì với dàn điều hòa này của Ertiga thì chúng ta sẽ rất thoải mái. Ở hàng ghế thứ hai khi chúng ta ngồi hai người, chúng ta còn có thể hạ thêm một cái bệ tì tay xuống, đi những chặng đường xa sẽ thoải mái hơn. Hàng ghế thứ ba trên chiếc Ertiga sẽ rất rộng rãi thoải mái, giúp chúng ta có thể ngồi 7 người lớn với chiếc xe này. Với những người cao từ 1m7 trở xuống ngồi ở hàng ghế thứ ba sẽ rất thoải mái, chứ không chỉ là hàng ghế thứ ba chỉ dành cho trẻ nhỏ đối với như các cái dòng xe 7 chỗ khác. Hàng ghế sau chúng ta cũng được trang bị đèn trần. Ghế ngồi của Ertiga thì cũng rất dày dặn, thoải mái. Hiện tại thì như mình đã nói thì chiếc xe Suzuki Ertiga đang có các cái chương trình khuyến mãi giảm giá rất hấp dẫn, chỉ trên dưới 500 triệu. Tùy từng model chúng ta sẽ có cái mức giá khác nhau. Hiện tại là thời điểm rất tốt để chúng ta tậu một chiếc xe 7 chỗ gia đình MPV đa dụng. Chúng ta có thể đi 7 người thoải mái trong gia đình cho các chuyến đi xa, cũng như nó cũng rất nhỏ gọn, với kích thước tổng thể rất nhỏ gọn thôi, chúng ta có thể luồn lách được trong đô thị, chúng ta đi hàng ngày đi làm việc cũng rất phù hợp. Nhưng mà trong nội thất của chúng nó, chúng ta đã được tối ưu, Suzuki tối ưu rất thực dụng, tối ưu làm cho khoang nội thất rất rộng rãi thoải mái, và nó được trang bị rất nhiều các tính năng hiện đại như đèn projector, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, ABS, EBD, túi khí. Với những thiết kế nội thất cũng tương đối là bắt mắt. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên.
và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.